đi chơi Noel tháng 11 năm 2013. Trở lại Enchanted Village, Quincy Market. Quincy Market là một trong những nơi mà du khách đến chơi, đến tham quan nhiều nhất. Chính vì vậy mà nơi đây được trang trí đèn Noel rất là đẹp, rất là lộng lẫy. Cây thông thì được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Năm 2013, cây thông có nguồn gốc Na Uy được chọn để đặt ở Quincy Market, thuộc cây Noel cao nhất vùng Đông Bắc, với chiều cao là 80 feet, tương đương hơn 24 mét, được trang trí với hơn 350.000 đèn LED.